Quý vị thân mến, hiện tại thì gia đình của nhà anh Cơ, cái công trình của gia đình nhà anh đấy đã hoàn thiện được 100%, là cũng đã hoàn thiện xong hết rồi. Ngày trước thì còn vướng cái bộ cửa cũng như là cái gạch ốp lát bên phía chỗ nhà vệ sinh nhà tắm của anh Cơ ấy. Tuy nhiên thì có một hôm thì anh Dương có đến và cập nhật để quý các bác được biết là bên nhà của anh Cơ cũng đã được hoàn thiện. Tuy nhiên thì còn có vướng mắc ở một chỗ, đó là khi mà anh em đội thợ cũng đã hoàn thiện khá là lâu rồi, nhưng mà anh em bên đội team thì cũng chưa được vào đến đây cũng nghiệm thu cũng như là thanh toán cái phần tiền công thợ cho các anh em. Vì các anh em cũng thật sự là ai cũng đi làm thuê thôi, cũng mong muốn là sau khi mà làm xong thì cũng nhận được cái đồng lương của mình thì còn trang trải cuộc sống cho gia đình với vợ con. Nên là hôm nay thì em Dương vào đây để tiến hành là cùng với các anh em đội thợ sẽ tiến hành đo đạc là và thanh toán cái tiền công thợ cho các anh, cũng là cái thứ nhất. Thứ hai là cùng với lại anh Cơ và gia đình xem mà anh đã lấy được cái tấm ván giải ở chuồng bò ấy, lấy về để giải ở trong cái chuồng của gia đình của anh đấy chưa. Vì hôm trước anh Cái cũng với lại anh Cơ ấy, thì mấy anh em cũng có cùng nhau sẻ được xong cái chỗ đấy rồi, nhưng mà tuy nhiên là do cũng khá là muộn ấy, mấy anh em cũng chưa kịp lấy vào hẳn vào trong nhà được mà tiến hành giải. Thì hôm nay em Dương nhân tiện anh em Dương vào đây thì cũng đầu tiên thì giả cái tiền công thợ cho các anh em thợ, còn thứ hai thì cùng với lại gia đình thì lấy nốt những cái tấm ván đấy về để giải cái chuồng bò cho gia đình anh Cơ. Và xin phép quý cô bác là trước đây video đầu tiên khi mà anh em đến đây chia sẻ có hoàn cảnh của gia đình anh Cơ và các cô bác có cử cái khoản quỹ đến mà anh em có thành lập một cái quỹ ấy. Thì trước đó thì anh em có nói một lần là tất cả các quỹ của cô bác gửi đến thì anh em sẽ cộng dần làm một quỹ, sau đó khi mà làm nhà thì sẽ trừ dần cái quỹ đấy đi. Và hiện tại thì sau khi mà trừ tất cả những cái chi phí đi cũng như là mua cây rồi làm chuồng rồi tất tần tật ấy, thì anh em cũng đã trừ dần. Và mỗi lần mua bất cứ thứ gì thì anh em cũng có đã trừ và ghi ở phần đầu video rồi. Hiện tại cái số quỹ của nhà anh Cơ hiện tại cũng còn dư là còn hơn 40 mấy triệu, là vẫn còn chưa giải tiền công nợ. Và bây giờ em Dương sẽ đi vào để mà tiến hành thanh toán luôn cái tiền đấy, và cái tổng tiền công thợ bao nhiêu tiền thì em Dương sẽ trừ tiếp tục trừ như vậy. Và anh em cũng sẽ không đọc lại những cái khoản chi tiêu ngày trước nữa, bởi vì bây giờ để mà lục lại tất cả những cái đấy, mặc dù em Dương có vẫn ghi lại ở trong sổ thôi, nhưng mà bây giờ để mà lại công khai lại một lần nữa thì cũng khá là dài dòng. Vì là tất cả những cái video mua cái gì và cái khoản dư bao nhiêu thì anh em cũng có công khai rõ ràng ở từng cái video rồi, thì anh em cũng đã cuốn chiếu dần và đấy. Thì bây giờ anh em cũng sẽ đi xuống và tiến hành thanh toán nốt cái tiền công thợ cho anh em đội thợ, bởi vì em Dương có hẹn anh em ta lên trên này rồi. Trong thời gian vừa rồi thì em Dương ở nhà thì anh Cơ có nói trước đấy, anh Cơ có nói là sẽ làm cái nhà và hẹp cái chuồng cái bên này. Ta làm gì đây? Ô, mấy cái xà này là anh lấy đâu về? Mua về à? Mua được là mấy cái đây? 6 cái xà. Vâng. Cái này một cái bao tiền? Cái bao tiền? 250. 250 à? Vâng. Mình tự kiếm được mấy cái xà này nó sẽ dễ hơn là mình đỡ phải lấy cái cây sa mộc này mình xẻ ra thì nó bé tí. Không được, tức là nó không được chắc giống như kiểu mấy cái xà mình mua về. Vâng. Nó mục nhanh, đắt tiền thì mình chịu thôi, muốn được cái ngon thì mình chịu thôi. Vâng. Anh em vào nhà đi. Vâng. Chú đến lâu chưa chú? Vừa đến anh. Chuồng thế mấy cái tấm ván giải kia vẫn chưa lấy về được anh? Chưa à? Vâng. Thế thì việc thôi thì lát nữa anh em đi lấy về thì giải lên trên đấy luôn. Vâng. Vì hôm trước thì anh Cái cũng vào đây nhưng mà anh vẫn còn bận việc ấy, với cả cũng muộn rồi. Hôm nay em vào đây thì cái gia nhà của anh ấy thì trước anh em thợ cũng đã hoàn thiện được khá là lâu rồi, nhưng mà do là mấy hôm trước thì em có công việc bận, em đi chỗ khác thì em cũng không ở nhà ấy, mình chơi vào đây để mà cùng với lại anh với lại mấy em với thợ thì tiến hành đo đạc rồi thanh toán tiền công cho các anh em ấy. Thì hôm nay em vào thì cũng có cầm tiền vào đây rồi thì mà đo rồi tiến hành thanh toán luôn cái tiền thợ đấy cho anh em. Mà trước khi thanh toán cái tiền đấy thì anh có muốn nói gì với các cô bác không? Là cháu là cảm ơn con bác, phần thanh quan là người tiền hỗ trợ là cái nhà hoàn thành cho cháu là hôm nay cháu là nhầm lừa rồi, nhưng mà cháu cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân. Vâng ạ, đấy là lời cảm ơn của anh Cơ, rất là cảm ơn các cô bác Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã luôn luôn quan tâm cũng như đồng hành với gia đình của anh Cơ để giúp cho anh có được cái khoản quỹ mà làm nhà cũng như là phẫu thuật chân giống như ngày hôm nay. Rồi thì bây giờ anh em cũng không muốn dài dòng để mà lấy nữa, thì anh em lát nữa còn đi kéo cây về ấy, thì chắc là anh em mình đo đi nhỉ, đo nhà rồi. Năm 63 478 478. Đo chiều rộng đo bên kia đi. Năm sáu ba. Đây gửi các bác nhé, cái chiều dài của nhà anh Cơ, cái chiều ngang ấy là 10m41, còn cái chiều rộng là 5m63. Đây chú nhé, cái lúc đấy là thì có mình nói bên kia là đây, từ đây đến cửa là bao nhiêu nhỉ? 5m63 hay gì ạ? Còn ở bên kia là 478 à? 478. Còn cộng ra là 10m41. Rồi thì cháu mình cứ ở nhà đấy. Hay là ngồi ngoài mình cứ thoáng nhỉ? Đang có cái vài hiên đấy này. Anh Cơ ơi! Làm gì đấy? Làm gì đấy? Với chú với anh nhé, cái chiều ngang này là 10m41. Còn chiều rộng là 5m63. Đúng không? Được. Nhân ra được 58,683. Đấy, muốn anh nhân ra được vào đấy. Vâng. Đây, để cho các bác cái tổng diện tích nhà của anh Cơ đây. Đây là 58,6 m². Đây là cái tổng diện tích. Và tất cả các cái công trình mà anh em có thuê anh em đội thợ mà làm, từ nhà của em Dính, bố Thần Kinh cho đến em Pó, rồi nhà của em Vân, thì anh em đều thuê với giá là 400.000 m², thì cũng giá cả cũng không thay đổi. Tuy nhiên buổi dưới đấy vẫn còn cái tiền công ốp lát nữa nhỉ, và tí nữa đo sau nhỉ. Giờ cứ tính tiền nhà trước cho riêng đi, tiền ốp lát thì nó cũng theo hộp đường. Rồi tiền ốp lát thì mình tính riêng đi. Là đây là đấy tổng diện tích ngôi nhà 423.443.000. Đấy nha anh Cơ nhá, cái diện tích của nhà anh ấy thì đưa là bằng 23 triệu. Đây, tổng diện tích của nhà anh là 58,6 m², nhân với 400.000 m² là bằng 23.443.000. Thì ở đây 43.000 ấy thì thôi em bây giờ đằng nào cũng không có tiền lẻ thì làm lên 23.450.000 được không? Được mà. Thì cũng gọi là có 17.000 nữa mà. Vâng. Trời ơi, các anh cũng vất vả với gia đình, cũng cả một cái thời gian để tiện, mặc dù vẫn biết là tiền công đã làm thì là lấy tiền người thật rồi, đúng không? Vâng. Mà cũng anh em mua kề kèo 1-2 đồng rồi cũng không gì đâu. Được không? Được. Đấy thì là cũng thưa với cô bác là anh em cũng đã tính xong là cái số tiền, tổng số tiền là đây 23.443.000 đi ạ. Thì cũng có thỏa thuận với anh Cơ rằng là tôi thì có làm tròn giúp đỡ anh em nữ thợ là lên 23.450.000 ạ. Do là hôm nay anh Ngọc cũng có chút công việc bận ấy, thì cũng không vào trong này mà tiến hành thanh toán tiền thợ cho anh em nữ thợ được, thì em Dương cũng xin thay mặt anh Ngọc cũng chân thành cảm ơn toàn thể quý cô bác, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng với quý vị khán giả cũng đã luôn đồng hành cùng với lại gia đình anh Cơ cũng như là anh em đội tim mạch các dân tộc để giúp đỡ anh, có từ tiền chi phí trị bệnh cũng như là và chi phí để dựng nhà cửa rồi chuồng trại đến bây giờ. Anh Dương cũng rất là cảm ơn toàn thể quý cô bác, chúc toàn thể quý cô bác nhiều may mắn cũng như là thành công hơn nữa trong cuộc sống. Còn bây giờ thì anh Dương xin phép được thanh toán cái tiền cho anh em nữ thợ đó. Anh tắt quạt đi, em được khoảng tí nữa gió hôm nay 23.450.000 nhỉ. Triệu này, số đếm cháu 18 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 triệu nữa tròn 20 triệu. Có đủ 18 triệu. 18 triệu. Đủ 20 triệu. Vâng, 20 triệu. 3 triệu. 23.450.000. đủ 3 triệu. 3.450.000. Đủ chưa chú? Đủ. Xin nhá. Vâng, cảm ơn chú. Tức là cảm ơn các anh em cũng vất vả trong suốt cái thời gian vừa qua. Nhưng mà nếu như mà nhà của anh Cơ mà không bị vướng trời mưa thì chắc là cũng được xong từ lâu rồi chú nhỉ. Trời mưa, xong là gạch với bột không đủ, thiếu thì lại thấy nghỉ mấy ngày. Phải đi thêm nữa, chứ không biết làm nào. Đấy thì tiền của anh, tiền công của nhà anh ấy thì là em cũng nói lại, nhắc lại một lần nữa là 23.450.000. Anh em cũng đã thanh toán cho anh em nữ thợ rồi. Anh em cũng đã thanh toán xong cái khoản tiền tiền xây nhà của anh Cơ ấy, là tổng cộng là đã đi hết 23.450.000. Tuy nhiên thì trước đấy thì có cô Hồ Thị Lan, cô có gửi một cái khoản quỹ để giúp đỡ cho nhà anh Cơ để mua những cái vật dụng như là xe đạp cho các cháu này, gạch ốp lát xi trắng, rồi nói chung để ốp lát thì cái nhà vệ sinh của nhà anh Cơ với cả cái xổm ấy, thì những cái khoản chi tiêu thì hết bao nhiêu thì anh em cũng đã ghi ở những cái phần đầu của mỗi video, mà khi mà anh em có mua thì anh em cũng đã trừ hết rồi. Thì cái khoản quỹ hiện tại vẫn còn dư là 2.939.000. Tuy nhiên là vẫn còn chưa trừ tiền công thợ, anh em công thợ chat rồi là ốp lát đấy. Tuy nhiên là hôm trước đấy thì anh em cũng có trao đổi với lại anh em đội thợ để xem là các anh xem có giúp đỡ được anh Cơ để mà xem cái tiền công ốp lát cũng này là bao nhiêu tiền. Thì các anh cũng biết là với hoàn cảnh của gia đình nhà anh Cơ thì tạo điều kiện gọi là vừa làm vừa giúp, và cái mỗi 1 mét của hai anh đấy là tính là tiền cả chát và ốp lát là 1 mét vuông là 50.000. thì hôm trước là tính theo và mỗi một hộp có ốp là có 10 hộp nhỉ anh nhỉ? Và 10 hộp ốp là mỗi một hộp là 1 mét 44, bằng 10 hộp là bằng 14,4 mét. Lát là 4 hộp là hết 4 mét vuông, tổng là 18,4 mét. 18,4 mét. Đấy là cái tổng cả tiền cả ốp lát các thứ là anh em tính, cũng gọi là anh em cũng có nói rồi là vừa làm vừa hỗ trợ giúp đỡ cho anh Cơ là cả ốp lát cả chát là các anh sẽ lấy là 50.000 1 mét vuông. Ở đây là bằng tổng là 18,4 nhân với 50.000 bằng 920.000, đúng không anh? Là 920.000. 10 hộp ốp là mỗi hộp cao mỗi hộp là bằng 1,1 mét 44, còn lát thì là mỗi một hộp là 1 mét vuông rồi là 4 hộp, tổng là 18,4, tổng là 18,4 nhân vậy 50.000 bằng 920.000 là cái tiền ốp lát. Còn cái tiền ốp lát này thì sẽ không liên quan đến cái quỹ làm nhà của anh Cơ nhé quý cô bác nhé, bởi vì là cái tiền ốp lát cũng như là mua vòi bát sen rồi là mua cái sổ các thứ của nhà anh Cơ ấy, thì được có cô Hồ Thị Lan, cô có hỗ trợ. Đấy là cái khoản quỹ đấy cô hỗ trợ riêng về cái công trình phụ này. Một lần nữa thì thật sự là cũng rất là cảm ơn cô Lan đã giúp đỡ cho gia đình nhà anh Cơ với cái khoản hỗ trợ này, để cho cái gia đình được có thêm cái khoản được hoàn thiện hơn. Là 920.000 nha. Đây 920.000 này cũng đang thay cháu rồi chú. Đây là tổng cái tiền của nhà anh Cơ. Và em tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái tổng tiền quỹ của nhà anh Cơ chi tiêu hết bao nhiêu thì chi hết bao nhiêu thì quý bác đã biết rồi. Còn cái khoản dư còn dư lại bao nhiêu, cái số tiền quỹ của nhà anh Cơ ấy dư bao nhiêu thì với cả cái quỹ của cô Hồ Thị Lan này tổng chi và tiêu hết bao nhiêu thì em Dương sẽ ghi ở phần đầu video ạ, thì để cho các cô bác xem rõ hơn. Còn cái phần là ốp lát ở bên trong nhà tắm nhà vệ sinh ấy, thì trước đó anh em cũng có quay ghi hình và cập nhật đến các bác cũng biết rồi, thì anh em cũng xin phép là không cập nhật nữa vì còn đang vội đi cùng với anh Cơ và mang cái ván về tiến hành là giải cùng bò với anh Cơ ấy. Một lần nữa thì em Dương cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành cũng như giúp đỡ cho nhà anh Cơ cũng như đồng hành với biên đội Công đoàn Xã Dân Tộc. Chúc toàn thể quý cô bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Còn bây giờ thì anh Cơ có nước nôi để mời các anh uống nước không? Rồi em ạ. Không có à? Dạ ban nãy này đun chè với chè kêu thôi thì một lần nữa thì cháu cảm ơn chú. Vâng. Chú cảm ơn cháu. Vâng, cảm ơn anh. Thì rất là anh em cũng rất là đồng cảm với giai hoàn cảnh gia đình nhà anh Cơ. Cái tiền công ốp lát các thứ thì để mà công ốp lát các thứ mà các anh là mà làm riêng ấy, thì cái mức giá nó sẽ không phải lại ở mỗi là 50.000 một mét vuông thì quý cô bác ạ. Các anh làm nếu như cô bác nào có làm việc xây dựng nhiều ấy thì cô bác cũng có biết, hay là từng làm nhà ấy thì xây người ta tính một khoản riêng, còn là chát ốp tính riêng, là lát người ta tính riêng nữa. Còn nhưng mà ở đây thì anh cũng rất là đồng cảm với gia đình nhà anh Cơ, thì được cô bác hỗ trợ như vậy thì các anh cũng vừa làm cũng như là vừa giúp cho gia đình của nhà anh đấy. Nên là mong là quý cô bác hết sức là hiểu cho các anh cũng như là bên các anh em. Bây giờ thì các anh em cũng có đi sang bên chỗ xẻ cây của nhà anh Cơ ở bên đấy để giúp gia đình có mang mấy cái tấm ván về giải ở trong chuồng bò anh đấy ạ. Chị vác to thế. Mẹ. À, to như này à? Cái này là cái khúc thừa đúng không? Dạ mà. À đây cái chỗ ván của anh Cơ đây, các bác không nọ anh Cái cũng có về tìm và có mua lại được cái cây xoan ở phía bên kia. Thì có nhờ bạn Súng là không phải nhờ mà là vừa nhờ vừa thuê đây các bác ạ. Vừa nhờ vừa thuê thì, bạn Súng nó xẻ lại thì hiện tại nó xẻ xong bây giờ anh em anh Cơ có nhờ được với anh em ra đây để cùng vác thì những cái tấm ván đấy về để làm cái ván giải chuồng gia đình mình. Mấy anh em về hộ anh Cơ à? À cái này có nặng lắm không? Nhẹ. Cái này là được bao nhiêu phân đây? Hôm anh Cái cũng có bảo cái này là bao nhiêu phân đấy Súng? Cái này 4 phân 5 phân không? 3 phân 5 ly. 3 phân 5 ly à? Ừ. 3 phân ly. Được đẹp thì là tầm 4 phân 5 phân thì là đẹp đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái này là to là cây cũng tương đối là nhỏ mà bây giờ anh em lấy làm dày quá thì lại được ít. Cứ chửi chị chửi vác. Đây ốt xuống này. Cái này là một cái xoan. Cái xoan này. Em ăn đi giải biết mà đây này. Không làm mà. Tạo. Anh Cơ lên mấy cái tấm mà nó xẻ được lành lặn hẳn như thế này vào trước. Còn mấy cái tấm ví dụ như là tấm em vừa vác về nữa này. Những cái tấm này là cho sau đi. Bởi vì nó còn cái chỗ bên này này, mép này nó hơi mỏng ấy. Kiểu bà mà có sắm được bò thì nó dẫm một phát là cái mấy cái mép này nó hỏng ngay. Nó nhỏ quá. Thế là anh em vác về hết xong hãng giải luôn một thể hay như nào? Vâng. Nó bắt hết thì vậy đi. Cái này để thò lên dài hơn một tí. Thò lên tầm này này. Thì mình lúc mình đứng lên để cho bò ăn này. Vâng. Tức là đứng lên để cho bò ăn thì dễ. Còn ở bên này thì em thấy là anh Cơ ạ. Vâng. Em thấy là chắc là phải kê thêm đá ở đây. Vâng. Đá ở đây kia có. Kê thêm đá ở đây. Thì nó sẽ con vật nuôi mình đi lên nó sẽ dễ hơn bởi vì cái chỗ này cao á. Vâng. Thế xẻ chỗ đấy. Xẻ cái này cái củ này chùi vào luôn ạ. Thảm thả. Em biết rồi, anh cho một thanh vào giữa nữa đúng không? Vâng, đúng rồi. Cho một thanh vào giữa nó để nó chống nó cứng hơn đúng không? Nhưng mà sao lại làm ở đây? Phải làm ở giữa này chứ. Hai mà. Là hai cái gì? Vâng, hai cái. Anh Cơ thì cũng để kinh nghiệm làm chuồng thì chắc anh có cũng bởi vì anh cũng là đã trưởng thành rồi, anh năm 94 thì anh cũng tính chín chắn hơn rồi nên là chạy cái thứ chắc là anh cũng có được đi va chạm nhiều ấy, anh cũng biết nên là cũng đã chuẩn bị lớp và làm những cái cột này để cho thêm một cái thanh xà nữa ở giữa này để kê lên ở giữa thì cái lúc có con vật nuôi trên này thì mặc dù những cái tấm ván mình có thể là mỏng hơn một chút nhưng mà mình có những cái thanh lực chống ở bên dưới thì nó sẽ chịu lực được thêm, thì cũng sẽ không sợ là bị gãy. Đấy là cái chuồng của anh Cơ. Còn chỗ nhà của em Vân thì trước đây em Dũng có dặn em Vân có vài lần rồi, thì em Vân không, hôm nay thì em Dương lại không được lên đấy, thì không biết là em Vân đã làm về đấy chưa, và em Dương biết chắc là em Vân có làm rồi, bởi vì của nhà em Vân bây giờ hiện tại là có tận 2 con bò, nên là có mỗi cái những cái tấm ván thôi mà không sử dụng những cái thanh ở giữa này thì cũng sẽ tương đối là mặc dù cái ván nó cũng rất là chắc thôi, nhưng mà nó sẽ không chịu lực lâu quá thì nó cũng không sợ không được bền đấy. Đấy. Mệt lắm nhỉ. Có. Ơi. Ôi. Ôi, hái đâu đấy? Đấy. Đấy à? Đây là ổi trong nhà đấy nhỉ, ổi tự nhiên mấy sáng nhìn thấy được. Hả? Đây là sáng nhìn thấy. Cái này gì? Ở dưới kia, cửa ở bên kia à? Chú kia. À, đây quý bác, đây là những cái quả ổi tự nhiên ở trên vùng cao này, để đến trong bản thì cũng ở bên, nhất là trên cái khu nhà của em Lưỡi em Thà ở bên trên Tràng Hương kia, ở chỗ nhà em Lưỡi em Thà là có quả ổi này tương đối là nhiều. Nhưng mà có những nhà này ở gần chợ ấy cũng có thể là hái đi bán được. Đúng. Rồi vẫn có người mua mà. Đúng. Này. Nhưng mà cái này là của thiên nhiên ban tặng nên là rất là tuyệt vời các bác ạ. Nhỉ? Nhưng mà vẫn hơi, quả này vẫn hơi chát một tí. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ cho nó chín một tí là ăn được, nhưng mà nó chín hơ rồi là ăn không được. Chín quá nó lại không ăn mấy, nhưng mà lại thơm nhé. Đúng rồi. Đúng không? Hôm nay thì em Dương có đến đây và tiến hành là thanh toán cái tiền công thợ cho anh em cũng như là cùng với gia đình anh Cơ đi mang những cái tấm ván về để giúp cho gia đình anh Cơ là hoàn thiện nốt cái chuồng ấy. Còn bây giờ thì em Dương chắc cũng không thể nán lại ở đây lâu giúp đỡ gia đình anh được nhiều, vì em Dương còn có một số công việc nơi khác nữa. Chắc có lẽ em Dương cũng xin phép là được dừng video này tại đây ạ. Hẹn quý vị ở video tiếp theo.